Cuộc cạnh tranh cho chức vô địch Premier League năm nay chắc chắn là một cuộc chiến giữa ba đội bóng Liverpool, Man City và Arsenal. Trong đó, Liverpool đang dẫn đầu, nhưng Man City và Arsenal đang áp sát phía sau. Điều đặc biệt là cả ba đều đang có phong độ rất ấn tượng. Liverpool vừa giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này, Carabao Cup. Trong khi đó, Man City vừa hủy diệt Luton Town với tỷ số 6-2. Với Arsenal, họ không những hủy diệt đối thủ trong một trận, họ hủy diệt nhiều đối thủ khác nhau trong nhiều trận liên tiếp. Có thể nói, đây là một trong những cuộc đua đồng cân đồng hạ. Liverpool, Man City, Arsenal, chẳng bên nào chịu thua kém bên nào. Vậy đâu sẽ là yếu tố có thể định đoạt cuộc đua vô địch năm nay? Ký giả Michael Cox mới đây đã đưa ra câu trả lời trên The Athletic. Ở đó, ông khai sinh khái niệm mới số 8,5 với những cá nhân tiêu biểu như Cody Gakpo, Julian Alvarez và Kai Havertz. Và theo quan điểm của ông, những ngôi sao này sẽ góp phần định đoạt cuộc đua vô địch đang đến hồi gay cấn. Vì sao? Tháng 5 sắp tới, nếu có thể đăng quang tại Premier League, Manchester City của Pep Guardiola có thể đi vào lịch sử bóng đá Anh với 4 mùa giải vô địch liên tiếp. Hoặc nó có thể là một danh hiệu ý nghĩa với Liverpool trong mùa giải cuối cùng với chiến lược già Jurgen Klopp. Hay đôi khi Arsenal của Mikel Arteta có thể tạo nên khác biệt và giúp đội bóng có được danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên sau 2 thập kỷ chờ đợi. Cho dù đội bóng nào lên ngôi ở mùa này thì nhà vô địch sẽ đều phụ thuộc vào một cầu thủ đã hoàn thành tốt một vai trò tương đối bất thường ở mùa giải năm nay. Trong bóng đá, có lẽ chúng ta đã khá quen với khái niệm cầu thủ số 9,5, một vị trí mà cầu thủ đảm nhiệm công việc giữa một số 9 và một số 10 trong đội hình thi đấu. Nhưng có bao giờ bạn nghe qua cầu thủ số 8,5 chưa? Thực tế thì khái niệm này chưa bao giờ được gắn mác vào bất kỳ cầu thủ nào trước đây. Lý do là bởi nếu chơi ở vị trí số 8 thì có nghĩa tiền vệ này có thể tiến lên phía trước để hỗ trợ tấn công, và số 9 là ám chỉ đến một tiền đạo. Những cầu thủ thi đấu giữa hai vị trí này thường được hiểu là một cầu thủ số 10 và chẳng ai gọi là cầu thủ số 8,5 cả. Tuy nhiên ở mùa này, thuật ngữ số 8,5 có thể có ý nghĩa với một dạng cầu thủ sau đây. Cả Man City, Liverpool và Arsenal đều có trong đội hình một cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo thuần và được gài vào trong bộ ba tiền vệ của sơ đồ tấn công 4-3-3. Đối với Man City, cầu thủ đảm nhiệm vị trí này là Julian Alvarez, Liverpool thì là Cody Gakpo, còn Arsenal là Kai Havertz. Người đầu tiên trong ba cầu thủ kể trên đảm nhiệm vai trò này là Cody Gakpo. Anh là cầu thủ đã chơi ở vị trí trung tâm lệch trái trong hàng tiền vệ mới của Liverpool ở trong trận đấu mở màn mùa giải mới với Chelsea. Xét về tổng thể, Gakpo đã chơi 1/3 số phút ở hàng tiền vệ, 1/3 ở bên cánh trái và 1/3 ở vị trí tiền đạo thuần của Liverpool. Tất nhiên sẽ có sự linh hoạt ở đây, đặc biệt là khi Darwin Nunez được sắp xếp thi đấu bên phía cánh trái. Nhưng số phút chia đều ở cả ba vị trí đã cho thấy Gakpo thi đấu linh hoạt ra sao ở mùa giải này. Trải nghiệm của Kai Havertz ở vai trò này tại Arsenal có phần hấp dẫn hơn. Trong phần lớn thời gian mùa này, Havertz chơi ở vị trí giống như Gakpo, vị trí của một tiền vệ trung tâm lệch trái. Vai trò của Havertz sẽ rất hiệu quả nếu như Zinchenko được tung vào sân với một vai trò như một halfback trái. Zinchenko sẽ dạt vào trung tâm hàng tiền vệ để đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm lệch trái và cho Havertz khoảng không để di chuyển về phía sau hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, Havertz liệu có hoạt động như một số 9 ảo khi chơi ở tuyến trên hay không? Câu trả lời là không hẳn. Havertz trông vẫn không thoải mái cho lắm khi đứng trước khung thành, mặc dù khả năng ghi bàn của tiền đạo người Đức vẫn đang được cải thiện từng ngày. Hiện tại Havertz đang chơi ở vị trí trung tâm dưới vai trò một tiền vệ tấn công. Nhưng tôi chắc chắn trong suốt mùa giải này, Havertz còn có thể được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Tiếp đến là Julian Alvarez, cầu thủ đã vô địch World Cup với Argentina ở vai trò một số 9, đồng thời có khả năng xuyên phá hàng phòng ngự tương tự như Lionel Messi, cầu thủ chơi vị trí số 10 trong thời gian Kevin De Bruyne gặp chấn thương. Mặt khác, vị trí thi đấu của Alvarez cũng gần như ngang bằng với hàng tiền đạo và khu vực tiền vệ trung tâm.